Bây giờ là một câu hỏi cuối cùng, tức là lời khuyên chung nhất các thí sinh cũng như là người nhà của mình cần chuẩn bị những gì khi lên thành phố để tham dự kỳ thi đại học và cao đẳng. Thời điểm này là cái thời điểm mà các bạn thí sinh đã nhận được giấy báo thi hết rồi. Nếu thời điểm này bạn nào chưa nhận được giấy báo thi thì phải liên hệ với lại các trường để xem rằng tại sao giấy báo thi chưa tới. Thì khi mà các bạn nhận được giấy báo thi thì cái nhiệm vụ đầu tiên của các bạn là gì? Là các bạn phải đọc kỹ cái giấy báo thi. Các bạn phải so sánh cái giấy báo thi đó với lại cái phiếu số 2. Thì các bạn phải đối chiếu những dữ liệu trong đó có chính xác hay không. Nếu dữ liệu không chính xác thì phải tới sớm hơn một ngày nữa hoặc là 2 ngày nữa để các bạn liên hệ ngay hội đồng thi để các bạn làm công tác chỉnh sửa. Rồi khi mình đọc thông tin đó thì mình đã biết được rằng là mình thi ở hội đồng thi nào. Thì như tôi nói là các bạn có thể liên hệ người thân của mình nếu người thân ở gần khu vực đó để các bạn nhận được sự hỗ trợ. Còn nếu các bạn nào không có người thân, hoàn toàn không có người thân ở thành phố thì bắt buộc các bạn phải tìm tới các công cụ về internet để các bạn tìm kiếm. Ví dụ như ở chỗ đó thì cái đường đi như thế nào, ở trường đó là quận mấy, đi làm sao, thì các bạn có thể tìm kiếm hoặc là các bạn có thể tới những cái nhà sách của địa phương để mình mua sẵn cái bản đồ cái đã. Về hành lý thì các bạn cũng nên mang theo gọn nhẹ thôi. Đối với những thí sinh mà có những cái bệnh mà gọi là bệnh khó chữa, ví dụ bệnh tim, bệnh gì đó, có những cái thuốc men thì các bạn cũng cần phải mang theo. Một cái điểm mà chúng tôi cũng khuyên phụ huynh thí sinh như thế này nè, là phổ biến các năm thì khi chúng tôi tiếp xúc với phụ huynh thí sinh thì bình thường là phụ huynh mà nữ thì là đi với thí sinh nam. Và chuyện này thì cũng bình thường thôi, nhưng mà đối với chuyện là sắp xếp nhà trọ của chúng tôi thì nó lại hơi khó. Đó, ví dụ như là một cái nhà đó vào ở thì người ta chỉ cho rằng là thí sinh nữ ở thôi. Thì chắc chắn rằng là phụ huynh nam thì không ở được, cho nên rằng là phụ huynh thí sinh nên đi cùng giới tính với nhau. Nếu phụ huynh nam thì dẫn con trai đi, phụ huynh nữ thì dẫn con gái đi. Mà trừ trường hợp đặc biệt đúng không? Dạ. Dạ vâng, đó thì những trường hợp đặc biệt khác thì thôi. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn anh Phúc đã mang đến những thông tin hết sức hữu ích dành cho các thí sinh cũng như là người nhà của thí sinh để bước vào kỳ thi đại học và cao đẳng năm nay. Xin cảm ơn anh. Xin cảm ơn anh Lưu Bình Hải và xin chúc cho các bạn thí sinh có một cái kỳ thi thật tốt. Các bạn thân mến, tại các khu vực như là bến xe, ký túc xá, địa điểm dự thi luôn luôn có mặt các bạn tình nguyện viên của chương trình Tiếp Sức Mùa Thi. Chính vì vậy mà khi cần trợ giúp hoặc có những thắc mắc thì các bậc phụ huynh có thể liên hệ và nhờ sự hỗ trợ của các bạn tình nguyện viên. Cuối cùng, chương trình xin gửi lời chúc đến các bạn thí sinh tham dự kỳ thi năm nay. Chúc các bạn có sự chuẩn bị thật kỹ lưỡng và thi thật tốt.